Chào tất cả mọi người, cảm ơn mọi người đã cùng bớt chút thời gian quay trở lại với kênh An Thái Auto. Video ngày hôm nay em xin giới thiệu tới mọi người một sản phẩm, đó chính là bộ đôi giảm sóc trước của xe Ford Escape 2.3 đời 2008 đến 2009. Sản phẩm được sản xuất bởi công ty KYB, là một thương hiệu Nhật Bản nổi tiếng từ rất lâu rồi và được anh em thợ cũng như người tin dùng đánh giá rất là cao. Mỗi một sản phẩm thì sẽ được đóng gói trong một thùng cắt tông như thế này. Phía bên trong của thùng thì sẽ chứa đựng là một giảm sóc và một tờ giấy hướng dẫn sử dụng. Với cái thương hiệu KYB này thì anh em hoàn toàn có thể yên tâm về chất lượng cũng như thời gian sử dụng. Về cấu tạo của giảm sóc thì người ta cũng đã mô tả ra rất là rõ trong chi tiết của cái tờ giấy này. Nó sẽ bao gồm là phần phía ngoài là cái phần để chúng ta bắt vào khung gầm của xe, được thiết kế hoàn toàn bằng 100% là sắt tổng hợp cao cấp, sắt thép tổng hợp cao cấp. Đây anh em có thể nhìn thấy nhé. Đó. Và đây chính là cái ti để chống sóc khi mà chúng ta ra vào các cái hố ga hoặc là ổ gà. Còn đây chính là cái mã sản phẩm của nó này anh em này, KYB Japan này. Đấy, đây là giảm sóc của xe KYB Nhật Bản. Trên cái tờ giấy hướng dẫn sử dụng này thì người ta cũng có nói rất là chi tiết cụ thể cho chúng ta là cách lắp ghép như thế nào và có cấu tạo như sao, sử dụng như thế nào để đảm bảo gọi là độ bền của giảm sóc. Đây chính là cái điểm để chúng ta bắt giảm sóc này. Và mỗi một vế thì cái giảm sóc nó sẽ có cái ký hiệu khác nhau. Đây của nó là một mã là 339069. Đấy. Và một mã thì nó sẽ là 339068, tức là một vế lái, một vế phụ nhé anh em nhé. Thì vừa rồi em có vừa giới thiệu sơ qua anh em cái bộ đôi sản phẩm, đó chính là cái giảm sóc trước của con Ford Escape 2.3 2008-09. Cảm ơn mọi người đã cùng bớt chút thời gian xem video của em. Anh em quan tâm tìm hiểu tư vấn về sản phẩm thì hãy nhấc máy lên liên hệ với em theo số 0769086333. Hỗ trợ kiểm tra lắp đặt thay thế tại gara ô tô BMT số 1 ngõ 319 Tam Trinh. Số liên hệ là 0856727222. Em xin cảm ơn, hẹn gặp lại mọi người trong những video kế tiếp. Em xin chào.